và sâu mọt lại sinh sôi nảy nở. Rồi đất nước lại dày thêm công nợ, và những người dân lại khốn khổ một đời. Không có bác lũ sâu mọt sẽ cười, trên xương máu mồ hôi và nước mắt, bọn quan tham phá còn hơn là giặc. Những đồng bạc cuối cùng sẽ đội nón ra đi. Không có bác xã hội sẽ còn gì, khi đồng tiền làm đảo điên tất cả. Nhà lầu xe hơi những món quà xa lạ, chúng biếu xén cho nhau rồi cùng phá tan tành. Không có bác cuộc đời chẳng còn xanh, khi bất công cứ mỗi ngày mỗi lớn. Dân cùng cực còn quan thì phè phỡn, hàng ngàn tỷ đồng mà như cái móng tay. Không có bác chẳng còn gì đổi thay, rồi đất nước lại đói nghèo thêm nữa. Một lũ quan tham nhân cách thối rữa, bán cả nhân dân miễn sao chúng sang giọng. Không có bác ai hiểu được nỗi đau của nhân dân khi còng lưng trả nợ. Lò đã nóng rồi, hy vọng rằng ngọn lửa sẽ đốt tiêu tan một lũ quan tham. Đất nước hồi sinh, cảm ơn bác vô vàn. Hành tinh vũ trụ bao la, luôn yêu ái Việt Nam ta bao đời. Cảm ơn đất, cảm ơn trời, sinh cho đất nước một người tài hoa. 4.000 năm đã trôi qua, anh hùng hào kiệt sinh ra quá trời, danh nhân kiệt xuất trên đời, đã làm rạng rỡ giống nòi tổ tông, làm cho đất nước non sông tự hào dân tộc con rồng cháu tiên. Niềm tự hào thật vô biên, viết lên biết mấy là thiên sử vàng. Với bao chiến tích huy hoàng, chẳng ngần ngại trước muôn vàn khó khăn. Hai từ đoàn kết toàn dân, nó là báu vật của dân tộc mình. Bao nhiêu cuộc chiến oai hùng, làm nên lịch sử lẫy lừng âm vang, khiến cho thế giới ngỡ ngàng, đánh quân xâm lược tan tành tả tơi. Lừng danh trên khắp muôn nơi, năm châu nề phục con người Việt Nam. Tuy nghèo chẳng phải giàu sang, nhưng trí tuệ lại giỏi giang hơn người. Non sông quy tụ bao đời, tinh hoa dân tộc 4.000 năm qua. Địa linh nhân kiệt cũng là những vùng đặc sản cho ra người tài. Nhân gian có 102, Bác Hồ ta đó chẳng ai bằng người. Thông minh lỗi lạc một đời, miệt quê xứ nghệ tặng người cho ta. Bao nhiêu năm bác đi xa, tìm đường cứu nước 43 xứ người. Trở về lại đất nước rồi, bác đem dân tộc đến thời tự do. Những gì bác đã đem cho, nhân quyền dân chủ tự do còn gì. Mừng 2 tháng 9 khắc ghi, khai sinh nước Việt khác chí mệnh trời. Tuyên ngôn độc lập nhớ đời, bác đem dân tộc đến thời thăng hoa. Bác là cha của chúng ta, đã đem hạnh phúc về cho mọi nhà. Những lời chúc Tết mặn mà, ấm tình ấm nghĩa đậm đà biết bao. Suốt đời bác chỉ lo sao, Bắc Nam thống nhất đỉnh cao của người. Non sông ơn bác muôn đời, nhớ lời dí chúc của người ra đi. Bác Hồ là bậc tiên tri, hiện tại đệ nhất trị vì nước non. Nhưng điều bác dạy chúng con, đều là tâm huyết vàng son nhớ đời.
Tự do bác đã cho rồi, nhân quyền dân chủ tuyệt vời bác trao, trao cho tất cả đồng bào thượng tôn pháp luật đi vào lòng dân. Tự do nhưng rất nhân văn, nằm trong khuôn khổ là thành ý chung. Toàn dân ủng hộ một lòng, không đem quá trớn đánh đồng tự do. Những gì tâm huyết bác cho đều là báu vật dành cho nước nhà. Ân sâu nghĩa nặng cha già, cháu còn nhớ mãi muôn đời không quên. Sau khi thống nhất hai miền, Đảng ta đã đổi lại tên nước nhà. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, hành tinh lại đã cho ta người tài. Đúng là có một không hai, non sông chắc chẳng có ai bằng người. Tầm nhìn mưu lược tuyệt vời, đất Hà Thành đã tặng người cho ta. Đông Anh nơi bác sinh ra, địa linh nhân kiệt trải qua bao đời. Nay vận nước lúc rơi bời, lại có bác để thấy trời an dân. Xoay lò diệt giặc nội xâm, bác lại chính khách thừa tầm nhìn xa. Nội xâm giặc khắp quốc gia, của thập niên trước đẻ ra quá trời. Quan tham thoái hóa suy đồi, tung hoành ngang dọc hơn 10 năm qua. Từ đâu mà lại sinh ra một lũ quan tặc gian tà thời nay, tạo thành bầy cá lắm vây, ăn theo cả một bầy cua cạnh càng. Khung thành thật quá vững vàng, lập ra biết mấy ngân hàng sân sau. Hàng ngàn tỷ rút chia nhau, do bọn xấu chúa cầm đầu thời nay. Chính phủ không biết không hay, quả là một chuyện lạ thấy trên đời. Hay là đồng lõa đề rồi, cùng ăn chia những miếng mồi với nhau, dựa vào những các sân sau để hợp thức hóa cùng nhau chia tiền, dựa vào sức mạnh uy quyền. Hàng ngàn tỷ bạc vẫn thường ra đi, nước non hồi có còn gì. Chính phủ lại chẳng biết chí chuyện này, hỏi chi đất nước chẳng gầy, còn bộ hài cốt các ngài có hay. Nhờ ơn bác trọng ra tay, mới chặt đứt được bộ váy cá này. Càng cua cùng gây từ đây, khung thành khép lại đường dây chúng mày. Bánh xe lịch sử an bài, không thì sụp đổ trong tay các ngài. Bác là thiên bậc kỳ tài, đã cứu dân tộc trong thời đại này. Mỗi khi vận nước lung lay, lại có người đứng ra thay đạo trời. Thế thiên hành đạo các đời, là truyền thống của giống nòi rồng tiên. Tạo ra sức mạnh vô biên, nó thường vẫn cứ biến thiên các thời. Hàng trăm năm đã qua rồi, nay có cuộc chiến ra đời trở gian. Đây là cuộc chiến gian nan, là một cuộc chiến muôn vàn khó khăn. Đồng lòng đoàn kết toàn dân, quyết tâm tiêu diệt nội xâm gian tà, làm cho trong sạch nước nhà. 2000 tên đã bước vào nhà lao, 100 người quan chức quyền cao đã vào án dưỡng thiên lao vừa rồi. 3000 viên đảng về trời, 30 ông tướng rời vào trong lao. Ủy viên chính trị quyền cao, Đinh La Thăng đã vào lò đó sau. Còn 3 vị nữa thế nào, chắc chắn sẽ được mang vào nhập kho. 11 tên chúng đang lo, tử hình bản án dành cho chúng mày. Làm trong sạch đất nước này, nay lò của bác đang thay đạo trời. Còn mấy xấu chúa đâu rồi, lò chưa đụng đến hỏi sao thế này.
hay vùng cấm đã an bài, kiếm bài miễn tử các ngài rồi sao? Tháng đầu bắc khỏi trời cao, có phải vùng cấm trao tay các ngài? Đó là miễn tử kim bài, lò không đụng đến các ngài được đâu. Đúng là công cốc bể sâu, toàn dân muốn diệt bọn xấu chúa này. Vì vùng cấm đã đổi thay, lưới trời cũng chẳng bủa vây làm gì. Đúng là có một chuyện lạ kỳ, kẻ thám vô độ lại đi riêng đường. Mới hay ở chốn quan trường, có nhiều chuyện lạ vẫn thường xảy ra. Lò chắc rồi sẽ bỏ qua cho bọn xấu chúa phá ra một thời. Lò tuy tha bồng cho rồi, nhưng lời mái mỉa bao đời không quên. Sử sách ghi lại từng tên, nhưng lời nguyền rủa không quên muôn đời. Nay mai Bắc Trọng nghỉ rồi, lò thiếu lịch sử rơi vào tay ai? Đây là vận nước lâu dài, đừng để cuộc chiến bị mai một dần. Rất nhiều nhân kiệt có tầm, tiếp tục chèo lái an dân thay người. Việc khó nhất bác lô rồi, hãy làm theo đúng ý trời lòng dân. Tìm người có đức có tâm, phải tìm đúng một minh quân tuyệt vời. Bước theo chân bác để rồi, tiêu diệt cho hết giống nòi nội xâm. Toàn dân hãy cứ vững tâm, đảng không để kẻ hỗn quân lọt vào. Phải là có đức tài cao, sẽ đem vận nước trao tay cho người. Để thực hiện đúng những lời di ngôn trước lúc bác về nghỉ ngơi. Gian tà còn khắp muôn nơi, nhiều tên lẫn trốn chưa rơi vào lò. Còn bao nhiêu đại án to, lần lượt sẽ được cho ra hầu tòa. Làm cho sạch hết gian tà, để xây dựng một quốc gia mạnh giàu.